Shopmoviet.vn bán ít liên quân rẻ nhất Việt Nam. Giảm giá cực sốc lên đến 50%, random cực kỳ hấp dẫn. Đảm bảo mọi tài khoản trên shop là trắng thông tin, hoàn toàn có thể đổi mật khẩu được. Hello, chào các bạn nha. Trong vũ trụ DC Comics thì siêu anh hùng Tia Chớp là một siêu anh hùng mình yêu thích nhất. Nhưng con tướng mình chơi nhiều nhất trong Game of Mobile lại là cái gã mặc đồ rơi bên kia. Hôm nay thì theo cầu anh em, Mobile Việt sẽ vác The Flash đi rừng nha. Hiện tại thì rất là hợp meta với khả năng băng trụ đi chỗ không người. Ở level, lao về rất là an toàn. Đưa ra được vào nhịp nhàng đấy các bạn ơi. Ok này, Kali ơi. Tốc biến sang đây là chiêu 2 này, chiêu cuối này. Chiêu cuối xong lại tiếp tục là đấm chiêu 2, sau đó thì dùng cái chiêu 1 để chạy đi. Dừng thi bạn thì ganh ở phía trên, thì mình ganh ở phía dưới. Lợi thế là hơn rất nhiều nha. Ở đây là vị tướng các bạn chơi thì các bạn biết là nó mạnh thời điểm cuối game khi em có đồ, anh em có đồ đấm mới thốn được. Còn những thời điểm đầu game nói chung là anh em cứ cấu rỉa giật bóng về an toàn nha. Chứ đam lúc đầu cũng chưa có nhiều đâu. Cái mình khó chịu là mình hồi chiêu liên tục. Đấy, chứ mình sẽ chơi cái trò đấm trộm thế này không, đấm từ xa giật bóng về. Rất là khó chịu. Những phát ganh anh em áp lực ý, đầu game anh em cứ cấu rỉa đơn giản thôi. Đó là chiêu 1 lên, đánh thường chiêu 2, chiêu 1 giật bóng về. Đấy. Như vậy thôi thì nếu mà đấm trúng hết chiêu 2 thì cứ phải lượt cái máu. Không, lúc đầu thì chắc là 1/3 cái máu thôi. Đến thời điểm cuối game, có khi đấm phát chiêu 2 là lụi cái mạng luôn nha. Hôm nay thì mình sẽ build đồ để cho The Flash đấm phát chiêu 2 lụi cái mạng luôn. Cái build đồ này anh em cùng theo dõi nha. Từ từ mình phải xử lý cái bùa xanh của AoE. Ui, không cướp được rồi, hơi đi anh em ơi. Mà đây cũng có chừng trị được cái hợp cả chiêu cuối luôn. Thực ra chất tướng AoE đầu game rất là khỏe, nhưng mà kiểu là mình đang có tí mạng nhưng cũng không thể coi thường AoE đâu. Nếu mà để AoE đu tường nhảy ra bắt được ý, thì thôi toang. Đừng để tí mạng slowball sớm nha. Ôi choáng kìa. Đây này anh em ơi. Ôi choáng kìa. Không được. Tính làm cái combo nhiều dài hơi nhưng mà có vẻ là rất là khó chịu. Thực sự rất là khó chịu từ vị trí của Gindu. Anh em muốn khắc chế The Flash thì cứ pick Gindu mà chơi nha. Nó phá chiêu là con tướng phá chiêu The Flash mạnh nhất. Thế là để đối đầu với Gindu thì anh em đừng combo hết làm gì. Chưa một vô cho cuối luôn. Khuyên thực sự đấy anh em ơi. Cứ chưa một vô đánh thường chưa hai các kiểu anh em ơi. Có rất nhiều thời gian bị choáng nha. Cẩn thận ba man này. Ok, chiêu cuối lé hết chiêu của Batman luôn. Chứ không né là phạt đấy toang rồi. AoE đến luộc hết. Mai là Batman double kill nha. Chứ để AoE xanh bạn đấy slow ball cho không trượt phát nào luôn. Từ từ nha, bình tĩnh nha. Mình có đồ, mình cân tất. Thực sự mình có đồ, mình cân tất. Con tướng này rất khỏe thời điểm mid game. Nên đầu game anh em cứ farm tốt đi. Đầu game không nên có hầu báo. Combo thì cũng combo, đừng combo vội chiêu cuối làm chi. Thực sự anh em ơi, nếu mà anh em mà vô bắt người ý, mà anh em dùng combo chiêu cuối quá sớm thì nói chung là các bạn sau đó thì các bạn khá là khó chơi và dễ bị bắt bài. Đấy, mình giữ chiêu cuối làm sao mà dùng đúng lúc, đúng hợp lý thì nó mới mạnh nhất được. Rồi này, đấm mà chết rồi, giật bóng về này. Bây giờ sử dụng chiêu cuối để giết AoE nha. Ôi bà đấy chạy mất tiêu rồi, đù chạy mất tiêu rồi. Thôi lôi Kali đang xuống, Kali đang xuống. AoE cũng ở đó luôn. Từ từ nha, cứ bình tĩnh thôi, mình yếu máu rồi, về farm cái đã. Chơi những con tướng sát thủ phép đi rừng thì các bạn nhớ xài cái ngọc tím có tầm 8% hút máu phép. Thì các bạn sẽ hồi phục tốt hơn và dễ chơi hơn rất là nhiều. Chứ anh em xài hết ngọc tốc chạy cho The Flash thì nó rất là yếu. Mà lại không có ngọc tốc chạy thì nó lại rất là khó chơi. Thế là cứ tầm 5% tốc chạy là ok rồi. Lên dòng này anh em ơi. Của này mình nào vô chưa cuối luôn nha. Tránh bị phá chiêu.
Đó, phá làm sao được. Ok, bây giờ đánh thường chiêu 2. Rồi, chiêu 1 về. Đấy, con này thì combo có rất nhiều kiểu nha. Có rất nhiều kiểu luôn anh em ơi. Quan trọng làm sao mình combo được mượt và có thể né chiêu được tướng địch. Ở combo cơ bản nhiều sát thương nhất đó chính là chiêu 1 đánh thường chiêu 2. Rồi anh em chiêu cuối, sau đó chiêu 2. Rồi giật bóng cái chiêu 1 về. Để thực hiện cái combo dài như thế này thì anh em phải làm sao thực hiện rất nhanh thì các bạn mới làm được cái điều đó nha. Còn ngắn hơn thì các bạn có thể chiêu 1 đánh thường, chiêu 2 chiêu cuối, chiêu 1 về, hoặc là chiêu 1 đánh thường, chiêu cuối, chiêu 2 chiêu 1 giật bóng về. Ôi chạy làm sao được bạn ơi, lại còn đứng bật chiêu cuối lên chứ. Không giật bóng về nha, giật bóng về sẽ khả năng cao bị AOE đu dây ra bắt. Con này thì cái bóng của chiêu 1 các bạn giữ như kiểu các bạn chơi vị tướng Murat ý. Chơi này, yên tâm, đấm phát trên luôn. Cái trang bị mà khiến con tướng này sốc đam được đó là chữ bùng nổ. Gươm Loki chữ bùng nổ. Rất là khỏe nha các bạn ơi. Đi rừng mà có chữ bùng nổ, đấm bao phê. Sau đó lên thẳng cái vương miện Hecate bởi vì mình lên giày xuyên cho phép rồi. Đi rừng anh em cứ lên giày xuyên cho phép nha. Mặc dù hơi mạo hiểm một tí nhưng mà khi đang tốt né chiêu được thì đấm nó mới rất là thốn. Thế là mình thường thích lên cái giày xuyên cho phép, giày 75 xuyên cho phép đấy anh em ơi. Ôi bắt làm sao được mình trời. Bạn bắt ai chứ bắt mình thì mình đấm cho không trượt phát nào. Ok, vẫn còn chiêu cuối nha, không có dùng chiêu cuối vội đâu. Dùng chiêu cuối vội phải đấy là có khi là bị AOE tóm rồi. Chiêu 2 giàu sát thương nên anh em cứ xài cái chiêu 2. Có tầm cứ xài chiêu 2, đam siêu to. Đừng vội xài chiêu cuối. Cái này mạnh là bởi vì nó có khả năng băng tường, áp sát mục tiêu, chủ lực nhanh, sốc đam tốt. Và đặc biệt cái chiêu cuối anh em vẫn có thể dồn nhớ rất nhiều sát thương, khống chế mạnh và không bị chịu sát thương. Ôi AOE này, lao lên đấm cái chắc chết luôn rồi. Băng. Ôi, mới đấm có 1 phát, 2 phát thôi. Cú đấm chớp nhoáng là đấm 5 phát anh em ơi. Đấm đủ 5 phát, đam siêu to khổng lồ. Phát sau đam thối hơn đam phát trước. Giờ này thì chắc thì mình sợ mỗi Hindu thôi. Còn tất cả thì xử lý rất là dễ. Lui ở đây bạn ơi, lui ở đây. Ui, đài chút cuối kìa. Chuẩn bị chơi nha, đủ bộ chiêu thức này, nào lên này. Chiêu cuối lại, ôi. Anh em ơi, cứ kiểu chạm chiêu 2 vô là bốc hơi rồi. Xài chiêu cuối phí quá, bây giờ hết chiêu cuối rồi. Vọt lại, về các bạn ơi. Về đi, ui, không kịp rồi. Lui nha. Ôi, thôi xong rồi. Toàn rồi. Có chịu thực sự ghi nô. Triple kill cho bạn AOE. Thôi, về đi, chết giờ Richter ơi. Richter chết chắc rồi, sống sao được cái pha này. Quả chấm rất hơi cay anh em ơi. Top không di chuyển theo được Batman. Nói chung top không di chuyển được lấy trụ là được rồi, không sao đâu. Yên tâm nha, mình có đồ rồi. Có đồ rồi mình xử lý được. Quả đấy là hơi lỗi rồi. Đấy anh em ơi, xài chiêu cuối trước. Sau hết chiêu cuối rồi anh em sẽ khá là yếu. Bởi vì mình có chiêu cuối mình để outplay mà. Còn những pha băng trụ bằng chiêu cuối thì không nói gì, nó rất đơn giản thôi ở cái thế ép. Còn thế mà team bạn đầu game mà đang chất tướng kiểu con AOE nó khỏe ấy, thì nó hơi khó. Con AOE ở con Batman hoàn toàn hủy diệt AD thì mình rồi. Chính ra AD thì mình đầu game khỏe nhưng mà sợ con Batman, mấy Gindu nó choáng từ xa không được chơi game ý. Từ từ nha, mình xuống đây. AOE này. Đấm phát trên luôn. Không nói nhiều, ôi vẫn xử lý được Liliana. Mình lên, chơi. Nếu con tường này đấm này chết rồi. Ok, đánh thường này, tê tái vô đầu đấm này. Không cần ra chiêu cuối nha, giữ chiêu cuối. Để counter được Zofanat thì nhiều anh em hỏi là anh Boba ơi, thì bạn đi dừng Zofanat counter sao? Big Windu SP, Big Arum hay là Big Adeter?
Big Hunter thì khó, nhưng mà Big Adum với Big Hindu thì counter rất là dễ. Nói chung là những con tướng khống chế cứng, khống chế trên diện rộng ấy, xử lý Sylvanas rất là dễ nha. Sylvanas chỉ sai một tí thôi là toang. Lâu mình có AFK đâu, chắc là bạn 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 Richter đang đang chê top không di chuyển đây, nhưng người vô hình đây. Đó là anh dậy kêu AFK thật trời, vậy cũng tin luôn. Wow, anh em ơi, gần đấm đấm chiêu hai gần chết kìa. Ở đấy không có giáp chiêu hai của Kali thì đấm chiêu hai chết rồi nha. Ui, đam siêu to luôn. Ôi, mình đến mình luộc hết này. Cái này đấm thôi, đánh thương này. Con này khó nhất là việc dùng cái chiêu một đấy các bạn ơi. Cái chiêu một là cái chiêu định hướng mà nó kiểu là chiêu định hướng khoảng cách xa. Anh em có thể điều khiển được cái độ ngắn dài nha. Điều khiển được cái độ ngắn dài của chiêu 1. Nên là cái chiêu 1 là cái chiêu kỹ năng của con tướng này. Anh em mà dùng hay thì nó rất là khỏe. Còn anh em dùng không hay thì nó lỗi thôi. Nhiều khi chiêu 1 anh em đâm vô tướng địch, anh em không đâm, anh em đâm góc này góc kia không không trúng ý. Không đâm trúng, không áp sát được thì không đánh nội tạng được. Không đánh nội tạng được hay là không đấm chiêu 2 được, rất là yếu. Đấy, Hindu này, Hindu với tôi. Kiểu Gindu thì mình vẫn khắc chế được, mình chơi một chục cuối luôn. Rồi mình né Gindu ra, thôi Gindu bật chục cuối, mình bật chục cuối mà. Bắt được AD thì bạn chết thôi. Lỗi đam anh em ơi, lỗi đam rồi. 12 phút 16 mạng cho The Frat. Đấy, đầu game thì bình thường thôi, đến thời điểm mình có đồ. Thực sự nó rất là bá. Nên đầu game mình đánh rất là bình tĩnh, từ từ thôi. Trời, bạn Kali không được chơi game là bạn đấy đang cay này. Cứ bị mình đấm cho từ nãy giờ thôi. Welcome home, không được chơi game. Cái là có thật. Đừng nó cất ba. Đấy, sợ rừng thực sự luôn mà. Nhưng mà phải vào vào chuẩn cơ. Anh em mà chọn góc vào không được là lỗi nha. Có anh em góc vào được rồi, anh em kiểu áp lực AD, áp lực mid thì bạn dễ lắm. Con này không sợ AD thì bạn xanh đâu. Con này là anh em chuyên bắt AD mà. Có bảo kê cũng chết. Có bảo kê thì mình chơi là chơi một vô chung cuối luôn. Không có bảo kê thì mình combo dài hơn. Lôi lôi nhẹ nghe, từ từ mình hồi máu cái đã. Có chút cuối nha, có chút cuối nha. Câu kéo ở đây bạn ơi, câu kéo một tí đây. Gindu có chút cuối. Ôi, đúng lúc bạn ấy đẩy chiêu 2 vô. Vô chiêu cuối của Moren. Batman bắt tôi quá. Thì Batman bắt AD thì bắt ai? Bây giờ cái mục tiêu dễ bắt nhất của team mình chỉ là AD thôi. Ôi, dính luôn anh em ơi. À, lên 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 lên. Gindu chết rồi. Ngon rồi anh em ơi, 18 mạng. Cứ bình tĩnh là hack mạng thôi. Không phải vội nha. Rồi bây giờ team bạn chỉ có hai người thôi. Hai người này thì xử lý cũng khá là dễ, win luôn nhỉ. Win luôn thôi anh em ơi. Để lâu Gindu full đồ cũng mệt phết đấy. Anh em có thể chơi phong cách quyền trượng DA, hoặc là anh em chơi phong cách là giáp hộ mệnh kết hợp với cái đồ đổi đồ, nó là quả cầu băng xương. Và cầu băng xương giáp hộ mệnh đổi đồ cho nhau thì sẽ bảo mệnh tốt hơn. Hãy subscribe YouTube Liên Quân để được xem những nội dung chính thống.